Thôi bây giờ dành cho các bạn các anh chị các câu hỏi sẽ trả lời nó sẽ đỡ chán hơn, bởi vì giới thiệu các file như này thì file thì cho tải rồi. Thầy ơi, cho em hỏi cái là em cái sản phẩm của em á, nó nằm có cái vấn đề là bảo hành về về sau này chăm sóc khách hàng á. Về phần bảo hành thì có nên chia cái phần mà phần trăm bảo hành á, thì có đưa vào cái chi phí trước 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 đấy không thầy nhỉ? Chi phí trước Trước bán, dạ vâng. thực ra anh có đưa vào trước bán hay sau bán thì nó không quan trọng, bởi vì nó bản chất nó vẫn là về là chi phí. Anh đưa vào trước bán thì anh tính luôn, và anh đưa vào sau bán thì thực ra nó anh cũng vẫn phải tính. Vấn đề là anh cần tính cái gì. Câu hỏi thứ nhất là anh bảo là có nên đưa hay không, thì câu trả lời là phải đưa, bởi vì chi phí bảo hành nó là một khoản chi phí, và anh tính xem là nó chiếm bao nhiêu phần trăm, thí dụ 3% hay 5% doanh thu, và anh chỉ cho phép trong khoảng đó, hay là 7% doanh thu. Anh hiểu vấn đề chưa? Là cái tỷ lệ là anh khống chế, đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là anh tính trước hay sau, thì đối với mình nói rồi nó không quan trọng, bởi vì trước hay sau này nó vẫn là chi phí. Nếu anh biết là anh cho nó 3% và anh tính trước luôn cũng được, anh cho là 5% anh tính trước luôn cũng được. Trong kế toán ấy, thì anh hạch toán nó vào chi phí bảo hành, anh xem nó là vào rơi vào cái điều khoản nào, ý là vào cái bảng cân đối nào, cái loại tài khoản cân đối nào, nếu anh làm theo đúng chuẩn kế toán. Ok chưa? Anh tính trước cũng được, tính sau cũng được, không có vấn đề gì, nhất trí. Khống chế cho nó một con số. Đấy, và à, mình phải kiểm soát cái con số đấy nó cho nó tốt. Cái số tiền mà để dành riêng cho bảo hành thì có nên tách bạch ra cái phần tài chính riêng không thầy? Tách bạch ra riêng à? Là một quỹ riêng không thầy? Mình cũng nên tách nó ra, không cần phải quỹ riêng, nhưng mình nên tách nó ra, họ hạch toán nó rõ ra, hạch toán nó ra trong các khoản chi phí, ví dụ nha, chi phí lương, chi phí thưởng, chi phí xăng xe, chi phí chiết khấu, rồi thì chi phí bảo hành đó, thì mình để nó riêng một khoản, mình lập kế hoạch cho nó là một cái con số cố định x phần trăm, và quy đổi thành số tiền. Thí dụ như doanh thu của anh 10 tỷ, anh cho 5% chẳng hạn, ví dụ thế. Thế thì anh sẽ có một cái quỹ là 500 triệu cho bảo hành, chia cho 12 tháng, thì mỗi tháng anh có khoảng độ 80 triệu. Xin lỗi nói nhầm, anh mỗi một tháng anh có 40 triệu. 40 triệu. Vậy thì 40 triệu, như vậy anh sẽ lại tính tiếp, trong 40 triệu đấy anh trả lương nhân viên, anh trả phí ship vận chuyển hai chiều, anh đổi trả, anh mua linh kiện thay thế, vân vân. Liệu có đủ không? Tỷ lệ sai hỏng của anh là bao nhiêu phần trăm? Chi phí sai hỏng của anh là bao nhiêu tiền? Tất nhiên là tính bình quân, anh hiểu không? Thí dụ như là 100 sản phẩm thì tỷ lệ sai hỏng của anh là 2%, thì tức là hai sản phẩm nó sẽ bị hỏng sai lỗi. Có trong 100 sản phẩm hỏng sai lỗi thì ví dụ như là anh tính là 70% thì sẽ sửa được, chỉ mất công thợ. Đấy, 20% thì sửa nhưng mà phải mất linh kiện, và 10% là không sửa được là phải đổi. Thì nếu mà anh mà gọi là đo lường ấy, anh đo lường kỹ thì anh phải 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 đo đến mức như vậy, càng kỹ càng tốt. Rồi model nào nó hay bị hỏng đấy, rồi lỗi gì nó hay bị hỏng để làm gì, để mình lường được lần sau mình bán cái model đấy, mình nói trước cho khách là cái này nó hay bị hỏng, cái lỗi này lỗi kia, là mình phải hướng dẫn khách họ sử dụng để nó giảm cái lỗi sai hỏng đi. Nhiều khi nó cũng hỏng do cái cách sử dụng mà. Dạ. Bán đồ cũ thì nó sẽ phải bảo hành nhiều hơn, bán đồ mới thì bọn nó
Hầu như không phải bảo hành. Dạ vâng, hàng của Nếu em bán thì đồ cũ thì không cần phải bảo hành. hàng em tỷ lệ bảo hành gần như cực ít, rất ít, vì em đa số là em hàng em lựa chọn khá là kỹ đầu đầu vào. Em là em đang làm một chiến dịch là bảo hành 2 năm, đổi mới trong vòng 5 năm luôn, nếu xảy ra lỗi thì lỗi thiết bị. Tức là giống cái ý tưởng mình nói của thằng Casper đây đúng không, để Dạ vâng. tăng tăng sale lên đúng không, để sau Đúng đó thì rồi. phải lường được cái chi phí về bảo hành đúng Với không. tỷ lệ hàng mà em dám tự tin về hàng của em 2 năm không có xin gì cả. Vì gia đình mà, gia đình gần như họ dùng không nhiều như quán karaoke. Và quán karaoke thì em đang bảo hành tới 2 năm, thậm chí hơn 2 năm được, mà gia đình thì không có lý do gì mà không bảo hành được. Đó, thế thì người ta yên tâm, người ta lại mạnh mẽ quá, đúng không? Dạ vâng. Rồi, câu hỏi tiếp. Cho em hỏi cái là về phần website hay là fanpage thì mình có nên làm các cái một web chính và các web vệ tinh bên bên cạnh không thầy? Thực ra ấy, thì làm cũng rất là tốt, không làm cũng không sao cả, mà làm thì cũng rất là tốt. Thế thì tại sao thầy lại bao phải như thế đúng không? Thì có những cái tức là thầy trả lời được, làm cũng được mà không làm cũng được. Thực ra là nếu có điều kiện về mặt kinh tế thì nhiều người người ta cũng làm như vậy để tăng cái khả năng bắt được khách, cộng với lại làm cho cái trang chính của mình nó trở nên dễ lên được cái từ 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 khóa hơn đó. Thế nhưng mà không làm cũng được, chỉ tập trung vào một trang chính thôi và viết bài thật nhiều, và viết bài thật nhiều, bài thật hay, bài thật chất lượng, độc đáo, sâu, và có một chút cái kỹ thuật đăng bài thôi. Kỹ thuật đăng bài là gọi là người ta gọi là chuẩn SEO ấy, Search Engine Optimization ấy. Còn trong thằng thằng Google nó thống kê là gì? Thằng Google nó là content is king, tức là nội dung là vua. Thì nội dung của mình nó phải hay, nó phải sâu, nó phải là do mình viết, và người đọc người ta phải cảm thấy là nhận được giá trị, nhận được những cái gì đó mới mẻ. Thí dụ bây giờ mình cũng đi copy này, của thằng khác về thì nó chả có gì mới cả, hiểu ý không? Tại sao ví dụ như một cái bài viết về về khởi nghiệp của mình ở trên mạng mọi người rất là thích, bởi vì đúng cái thứ họ cần, họ nói hay quá, họ thấy kỹ quá, tuyệt vời quá. Thế thì một nội dung như thế thì Google sẽ đánh giá rất cao, và nó sẽ ưu tiên hiển thị cho mình, nó ưu tiên lên từ khóa cho mình. Anh hiểu không? Với đơn vị của anh là một cái doanh nghiệp nhỏ, anh không cần phải làm nhiều web. Anh làm một cái và anh tập trung cho nó, trau chuốt cho nó. Hình ảnh đẹp, âm thanh sắc nét, video chất lượng. Mình có thể kết hợp một cái bài viết trên web bao gồm hình ảnh và cả video. Thế thì video mình làm, sau đó mình up lên YouTube, xong mình nhúng YouTube vào vào video vào vào web của mình. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu về một con loa đúng không? Ví dụ đây là cái con loa Go của mình đâu à? Vừa để đâu à? À đâu rồi? Vừa vứt đâu con loa Go rồi. Thì chẳng hạn hôm nay tôi sẽ review cho bạn là một cái loa tai nghe không dây Bluetooth gì gì đây. Đấy, màu trắng rồi chất liệu như nào, cảm giác ra sao, rồi rất là êm tai, rồi kiểu như là nghe âm thanh nó rất là sâu, rồi pin của nó bao nhiêu tiếng vân vân, giá rất là rẻ, kiểu kiểu như đấy. Mình nói kèm theo hình ảnh, kèm theo âm thanh, kèm theo hướng dẫn, kèm theo cảm nhận. Đấy, thế thì sau đó mình nhúng cái video đấy vào trong cả bài viết. Đấy, trong cả bài viết, trong cả hình ảnh, trong cả video, và bài viết nó phải là của mình. Chứ còn nếu mà mình lại lên mạng mình copy 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 của thằng khác thì nó lại ưu tiên cho thằng khác mất rồi. Thậm chí là mình có những cái lối viết nó cũng cũng hay hơn, mới lạ hơn, đúng không? Cũng giống như là thầy Phan Anh viết về khởi nghiệp, nhiều người, hàng nghìn người viết về khởi nghiệp, nhưng người ta lại thích thầy viết, bởi vì
ví dụ người ta nói là câu chuyện của thầy rất thực tế, rồi cách viết của thầy dí dỏm vui vui kiểu như vậy, nó văn phong nó tốt. Bây giờ trong giới bán âm thanh là cũng rất là sợ thằng HD đúng không? HD thì bình thường cũng phân khúc khác thì một ông đi phân khúc khác. Thế Hiện bảo là tại bên thì đấy nó HD và Bảo Châu, Bảo nó Châu bán, nó nó đang bảo select. bán online mạnh lắm, các từ khóa nó chạy Facebook, Google nó chạy cả tỷ một tháng mà. Bảo Châu mới là mạnh. HD đang em ngồi nói chuyện với Hùng Huy HD thì nó bảo là vẫn về thu Bảo Châu. Bảo Đấy. Châu bất kỳ từ khóa ngách hay từ khóa gì nó đều có và nó không cần quảng cáo nó đã lên top rồi. HD thì bỏ tiền quảng cáo nhiều nhưng mà HD thì có về rất là sinh sâu, thứ hai là về cái thị trường thì không rộng bằng Bảo Châu. Bảo Châu hiện tại có 11 chi nhánh trên toàn quốc, HD chỉ có mỗi Sài Gòn và Hà Nội. Cái độ phủ sóng thì Bảo Châu mạnh. Bên chỗ anh tiếp đó, không biết thầy ngồi đấy là bên đấy là chuyên về bán buôn chuyên về bán buôn Rồi. à, anh ngày xưa chỉ làm mấy cái thiết bị nhỏ nhỏ phụ kiện thôi, bây giờ anh mới đi 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 sâu về bên âm thanh, khi anh có thị trường rồi anh đi về bên âm thanh. Thì xưa Ngày xưa là anh kể anh anh bán bán loa TV box. và ngày xưa bán TV box rồi bán cái pin sạc, bán cái phụ kiện cho anh em âm thanh. Sau khi anh có thị trường lớn rồi thì anh lại mở thêm bán âm ly, bán loa, bán những cái mới, Bây bây giờ giờ phân cái khúc danh mạnh. mục cũng nhiều phết, hôm mình vừa cầm cuốn menu về danh mục cũng cũng bắt đầu đa dạng hơn rồi, Dạ bộ vâng, nảy rồi vang cơ vang số cái con khỉ con tiều gì đấy. dạ vâng đúng rồi, bây giờ anh đi theo cái mảng gia đình, anh bán cho gia đình, phân khúc của anh là phân khúc thấp. Tầm 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 trung thấp. Thấp rồi đấy, không phải là trung đâu, có kiwi thì nó có thấp. Vài triệu đấy đúng không? Dạ vâng, có cái mấy trăm ngàn. Thầy Không thầy bán đang đây tư vấn cho bên anh tiếp ạ. chưa chưa vẫn chưa 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 giờ này đang vẫn bận chưa chưa nhận lời được. Nghe hôm trước sang làm việc buổi 2 rồi nhưng mà chưa chưa mình chưa nhận vì bận mà phải đợi vãn vãn sang tháng 12 đó. Dạ. Sao phải cuối tháng mình mới nhận được. Là cái mảng âm thanh với bên em thì đa số là vào cuối năm thì họ mua sắm nhiều. Chắc là anh cũng đang nóng ruột. Ừ, anh ấy cũng muốn nhưng mà mình thì lại vừa ký với một bên về máy tính mất rồi. Sẽ phải phục vụ cho họ khoảng một tháng, gần như sẽ kín cái tháng 12. Sau đấy thì tháng 1 mới có thể sang làm anh được. Phần của bên em định đi theo cái hướng nó cao cấp và đi quay trực tiếp những cái dự án mình làm đó. Cái video đấy thầy, thì theo thầy thì đánh giá cái những cái video đấy thì liệu có bổ ích, liệu có được không? Có khách nó thích những cái thực tế, nó thể hiện là ừ đây ông đi lắp nhà này nhà kia là ông hoành tráng ông mạnh nó kia làm thôi, người ta gọi là xấu thì che mà khoe, đẹp thì phải khoe, các cụ dạy rồi đẹp đẽ khoe ra đúng không? Xấu xa đậy lại, đi thiết kế cho nhà này nhà kia xịn sò này, chả quay chụp gì, làm sao người ta biết mình bán cái gì. Dạ. Ừ, làm hết đi, mạng xã hội là cái chỗ để khoe khoang mà tốt Dạ. mà, rồi mình chơi âm thanh trong phòng của mình để mình thẩm định, mình đánh giá, mình so sánh. Bây giờ ví dụ như nào, nói thật nhá, bây giờ mình nói thật là ví dụ cho mình nghe là mấy cái loa thì mình cũng biết là âm thanh loa nào nghe là hay là thật, nhưng mà đấy là cái cảm giác thôi, thế còn phân tích dưới góc độ là tại sao nó hay nó thật thì chưa đang đang chưa hiểu đúng không. Dạ. Ví dụ như cho mình nghe cái loa tàu nó cứ bùng 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 nó chẳng rõ gì, nó cứ dính 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 vào nhau ấy đúng không, nhưng mà cho sang cái loa xịn cái thì nó từng âm thanh lớn âm thanh nhỏ nó sẽ đều biết thì ok.
thì có thể làm những cái như vậy, làm mạnh làm nhiều vào kệ người ta, người ta bảo châu HD người ta lớn kệ người ta, vì mình không làm thì mình mãi bé xíu và vô hình, mình làm nó sẽ lớn dần. Dạ vâng. Với cả với thị trường trên mạng bây giờ ấy, khách hàng đôi khi nó cũng chả quan tâm đến 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 cái người bán là ai mấy đâu, nói thật đấy, nói thật đấy, khách nó chỉ mua được việc của nó cũng chả cần quan tâm em 10 năm kinh nghiệm làm gì đâu, nó không quan tâm, nó cứ đẹp ngon bổ rẻ thấy hợp lý quất. Có một cái bên Bảo Châu, bên Bảo Châu đó, họ lớn mạnh nhưng mà họ họ đang đã đang bán theo kiểu như thế là nói chuyện lừa khách hàng, một cái loa nhập khẩu Trung Quốc rõ ràng mà cứ họ quảng cáo bằng là loa Mỹ, loa Anh hay quảng cáo như thế. Loa Mỹ loa Anh thì thầy cũng đồng ý, kể cả thầy không biết thầy bảo cho xem CO CQ, nếu mà xòe cái đấy ra được cho thầy thì thầy làm, thì thầy mua nó Đấy vẫn đấy có đấy là thể thì đấy là thầy đó. biết, đấy là thầy người là người biết tìm hiểu biết biết đấy, nhưng mà họ vẫn có COCQ, họ là đơn vị nhập khẩu nhưng mà nó là nhập khẩu Trung Quốc chứ không là Ông nhập khẩu nó sẽ nói như thế này, chẳng hạn như là nếu mà hàng Mỹ mà made in China thì rất là bình thường, bởi vì thế giới được tạo ra từ Trung Quốc không có gì vấn đề gì cả, nhưng mà Trung Quốc. đừng có đội lốt là giống như là giả vờ hàng Mỹ nhưng sản xuất ở Trung Quốc nó khác, còn hàng Mỹ mà sản xuất ở Trung Quốc để phục vụ cho nước Mỹ thì nó lại khác, giống như Apple đúng không, Apple đấy. Thế nhưng mà ví dụ như này này là không được này, vì cái trò này thì bây giờ nó quá cũ rồi nhưng mà mọi người vẫn vẫn áp dụng rất nhiều, đấy là bảo là hàng Mỹ nhưng nó chả phải là sản xuất Trung Quốc, chẳng qua là ông cứ kêu là công nghệ Mỹ với lại thương hiệu Mỹ nhưng thực ra nó có gì đâu, Đây đây nó là thương hiệu của nhà ông, xong thì ông đi ông đặt hàng ba lăng nhăng, xong ông quảng cáo ba lăng nhăng chưa đến lúc nó đập cho, giống như thằng Asanzo ấy, thằng Asanzo ngày xưa cứ quảng cáo công nghệ Nhật với cái gì con khỉ con tiêu, có cái gì đâu, màn hình thì nhập làm mỗi mấy cái nhựa mấy cái vít bắt vào đấu điện chấm hết, nó chỉ là một cái xưởng giáp vô cùng đơn giản, nó chỉ là một xưởng giáp chứ nó không phải là sản xuất công nghệ Mỹ công nghệ Nhật gì. Hôm kia mình vừa mua một cái quạt điện, cái quạt trần ở nhà bà già nó hỏng, bà già bảo là mua cái quạt khác thay, thì mình bảo thôi được rồi mẹ để đấy không 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 lắp cái điện cơ nữa, thì để con lắp cho một cái quạt quạt trần xịn mà kiểu quạt Mỹ bây giờ nó nhiều màu sắc đẹp lắm, rồi nó có đèn điều khiển từ xa và nó quạt để nó không gây tiếng ồn. Thế thì mình đã tìm hiểu một cái thương hiệu là Hunter của Mỹ thì nó bán một cái rẻ rẻ khoảng tầm 7 triệu. Nói chung một cái quạt trần 7 triệu là nhiều tiền đấy. Tại vì quạt trần điện cơ nó có mấy trăm nghìn thôi. Mà nó cũng bền chết thôi luôn. Đấy. Đang mấy trăm nghìn mình lên phát 7 triệu là các cụ xanh hết mặt lên đúng không? Nhưng mà sau đó nhá, thì khi mình xem quạt trần thì bắt đầu các fanpage quạt trần nó đẩy tới, rất nhiều fanpage nó đẩy tới. Thì có một thằng mình cũng vào mình hỏi, thì cái thằng này nó bán thì cái có một con nhân viên nó tư vấn, con này rất quái, con nhân viên tư vấn rất quái luôn. Thế thì nó bảo luôn là anh mua hàng của các bên khác nó cứ quảng cáo hàng Mỹ hàng Nhật nó có CO CQ không, nó hỏi mình thế. Thế thì mình bảo là yên tâm anh sẽ hỏi người ta, em không phải lo. Nó bảo là nhà em là không có CO CQ đâu, nhà em là hàng nhập lậu nên giá sẽ rẻ. Đấy. Anh đồng ý mua thì mua. Con đấy nó nói vẹt thế luôn. Như hàng em là hàng Đài Loan nhưng mà sản xuất ở Trung Quốc. Đấy, hàng Đài Loan sản xuất Trung Quốc. Thế thì mình bảo ok cũng được, hàng Đài Loan sản xuất ở Trung Quốc cũng được, không vấn đề gì. Em cứ giao hàng.